Thưa quý đại biểu, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa. Hôm nay thì tôi xin được báo cáo các phương pháp điều trị ung thư tế bào gan. Như quý vị đã nghe bác sĩ Nguyễn Khánh Vân đã trình bày được cái chẩn đoán và cái phân giai đoạn thì khá là chi tiết, thì tôi sẽ báo cáo tiếp các phương pháp điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Như chúng ta đã biết thì điều trị ung thư biểu mô tế bào gan thì dựa vào cái tình trạng của bệnh nhân, kích thước, số lượng khối u, tình trạng xơ gan, tình trạng xâm lấn mạch máu và di căn. Các khuyến cáo điều trị ở mỗi tổ chức, hiệp hội, quốc gia có sự khác nhau. Điều trị HCC là một điều trị đa mô thức, gồm có phẫu trị, trong đó thì có cắt gan và ghép gan, hủy u, hoặc là tắc mạch nuôi u, đều điều trị trúng đích. Thì mỗi phương pháp đều có cái giá trị khác nhau trên từng bệnh nhân cụ thể. Sự kết hợp giữa các mô thức điều trị mang lại hiệu quả cao hơn. Sau đây là một cái số khuyến cáo điều trị của các cái hiệp hội. Ví dụ như đây là một cái khuyến cáo của cái hiệp hội các nghiên cứu các bệnh gan của Hoa Kỳ, thì họ vẫn dựa trên những cái phân giai đoạn của Barcelona và để đưa ra những cái điều trị phù hợp. Ví dụ như ở giai đoạn không á, thì họ khuyến cáo là cắt gan ở mức độ chứng cứ là 1A và kế đến là RFA hoặc microwave. Ở giai đoạn A thì họ chỉ khuyến cáo là cắt gan hoặc là ghép gan hoặc là đốt gan. Kế đến là tay, đây là ở mức độ chứng cứ 2. Ở giai đoạn B thì họ chỉ khuyến cáo là tay, họ chỉ khuyến cáo là tay ở mức độ 1A hoặc là ghép gan. Ở mức độ C thì họ chỉ dùng điều trị đích thôi, tức là dùng sorafenib hoặc là lenvatinib. Ở mức độ D thì họ chỉ khuyến cáo là ghép gan hoặc là điều trị giảm nhẹ. Ở cái khuyến cáo của cái hiệp hội bệnh gan của châu Âu á, thì cũng tương tự, cũng giống như là một của hiệp hội Hoa Kỳ, cũng tương tự, sự khác biệt là không lớn. Cái đến là cái khuyến cáo của hiệp hội nghiên cứu các bệnh gan của châu Á Thái Bình Dương, thì cái nghiên cứu này, cái khuyến cáo này thì có phần rất rộng hơn, phần phẫu thuật thì rộng hơn so với cái khuyến cáo của châu Âu và châu Mỹ. Chúng ta tập trung vào cái khuyến cáo của Bộ Y tế để làm cho nó đúng theo cái việc Bộ Y tế. Bộ Y tế khuyến cáo là nếu mà đã được chẩn đoán ung thư tế bào gan đó, thì nó có phân ra là mình chỉ cần biết là khối u này được có cắt được hay không, khối u này có di căn hay không. Nếu mà khối u này là có huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc di căn ngoài gan rồi đó, mà ở giai đoạn ở xơ gan ở JA hoặc JB thì chúng ta dùng sorafenib hoặc lenvatinib. Đó là bước 1. Nếu mà thất bại bước 1 thì chuyển sang bước 2 là rigorafenib hoặc là carbazatinib. Nếu như mà ở bệnh nhân mà có tổng trạng mà trên 2 đó, BS trên 2 và JC thì chỉ điều trị giảm nhẹ thôi. Nếu như mà khối u không cắt được và không có di căn thì nó chia ra làm hai hướng. Một là có dưới 3 u mà dưới 3 cm, hoặc là một u dưới 5 cm và BS là 0 đến 2 mà JC thì có chỉ định cắt ghép gan. Còn nhiều u rải rác trong gan á mà ở JA hoặc JB đó, thì có chỉ định là tay. Nếu mà khối u cắt được không có di căn thì bất kể kích thước khối u như thế nào thì với tổng trạng tốt BS 0 đến 1 thì ở xơ gan ở JA hoặc B thì có chỉ định cắt gan. Có một cái điểm mở rộng hơn, đó là nếu như mà khối u này cắt được
nhưng mà có cái huyết khối tĩnh mạch cửa cùng bên, hoặc là có những cái di căn mà có thể là lấy được thì cũng khuyến cáo là cắt gan. Nếu như mà nhiều khối u trên dưới 3 u và dưới 3 cm, hoặc là một u dưới 5 cm mà thể trạng là BS 0 đến 2, trai A hoặc B, thì có chỉ định tắc hoặc ghép gan hoặc là đốt microwave. Đối với phẫu trị đó thì hiện nay những cái phương pháp phẫu trị còn có cái nhiều quan điểm khác nhau giữa các cái hiệp hội và các quốc gia khác nhau. Ở Việt Nam thì hiện nay chủ yếu là theo cái phác đồ dựa trên khuyến cáo của ABASO. Có nhiều phương pháp cắt gan khác nhau, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Cắt gan thì bao gồm là cắt gan mỡ và cắt mang nội soi. Sau đây thì tôi xin trình bày một cái số cái phương pháp cắt gan. Thứ nhất là điển hình là cổ điển là của cắt gan của Tôn Thất Tùng. Thì cái nguyên lý của cái kỹ thuật này á, là cắt gan có kế hoạch kiểm soát cái cuống mạch trong dung mô, có tác động cầm máu và cập toàn bộ cuống gan, nghiệm pháp Pringle, và đi vào trực tiếp cái cuống mạch trong gan. Đặc biệt là trường hợp cắt gan phải thì đi vào cái ngách gan để cắt cái cuống gan phải. Kỹ thuật này đơn giản, dễ thực hiện, đặc biệt là trong những trường hợp mổ cấp cứu. Và điều quan trọng là tránh được những cái tai biến do những cái biến đổi về giải phẫu của các thành phần trong cuống gan. Thứ hai là cái phương pháp cắt gan theo loạt tắc Jacob. Điển hình là cắt gan phải với cái kỹ thuật cơ bản của Tôn Thất Tùng là kiểm soát các thành phần cuống gan ở ngoài gan, sau đó thì mới cắt gan. Cái sự khác biệt giữa cái phương pháp của Tôn Thất Tùng và loạt tắc Jacob đó là của Tôn Thất Tùng đó thì kiểm soát cái mạch máu ở trong cái nhu mô gan, còn loạt tắc Jacob thì kiểm soát cái mạch máu ngoài nhu mô gan. Thứ ba đó là phương pháp cắt gan theo Henry Bismuth, thì kết hợp cả hai cái phương pháp của Tôn Thất Tùng và loạt tắc Jacob, chỉ kiểm soát cái thành phần cuống gan một bên rồi cắt nhu mô, tức là chỉ cặp cái nửa cái cuống gan thôi. Kỹ thuật này thì sau đó thì được cái ông Makuuchi thì cải tiến, thì dùng cái clamp mạch máu đó kẹp 1/2 cuống gan mà không cần phải phẫu thuật, tức như là của loạt tắc Jacob. Động tác này rất là hiệu quả và đơn giản. Về kỹ thuật cắt gan bằng động tác treo gan của Belgetti thì cái cơ sở này đó thì được thực hiện là dựa trên cái giải phẫu, nó có một khoảng vô mạch nằm ở trước tĩnh mạch chủ dưới ở phía sau gan dài khoảng 4 đến 6 cm, cho phép luồn một cái dây từ cái cuống gan phải dọc theo cái tĩnh mạch chủ dưới đi thẳng lên trên và thoát ra ở cái điểm giữa cái gan phải và tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch gan giữa. Nó có ưu điểm là không phải di động gan phải trong những trường hợp mà những cái u nó có xâm lấn vô cái vòm hoành để tránh cái nguy cơ lan tràn cái tế bào u. Thì cái đây là cái hình minh họa của cái phần cắt gan theo của Begatti. Đó là người ta luồn một cái dây từ cái cuống gan phải đi dọc theo trước cái tĩnh mạch chủ và đi vào cái khe giữa cái tĩnh mạch gan giữa và gan phải. Phương pháp này là một pháp nữa, đó là phương pháp cắt gan theo Takasaki. Đây là phương pháp hiện nay được dùng phổ biến ở tất cả các bệnh viện. Cái cơ sở của cái kỹ thuật này thì dựa trên những cái hiểu biết về giải phẫu, đặc điểm về giải phẫu của vùng rốn gan được Takasaki mô tả năm 86, trước đó là năm 85 của Knowles, cũng mô tả một trường hợp cắt gan trái giống nguyên lý của Takasaki. Đây là phương pháp kiểm soát cái cuống gan ngoài bao, không giải phóng nhu mô gan, và cắt cái cuống gan được buộc và cắt trước khi mà cắt cái nhu mô gan. Đây là cái hình minh họa của cái cắt gan theo cái phương pháp Takasaki. Người ta sẽ khống chế vào cái cuống gan ở ngoài cái nhu mô gan trước, cột và cắt trước khi mà cắt nhu mô. Đây là một cái hình một trường hợp cắt gan theo phương pháp Takasaki tại Bệnh viện Thống Nhất, và làm cắt gan phải điển hình.
Thế thì các cái bước chuẩn bị cho cắt gan thì bệnh nhân trước hết là phải được chẩn đoán là HCC. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm tiền phẫu theo quy định, được đánh giá các chức năng gan như fibro scan, đánh giá thang điểm Chambers, đánh giá cái chức năng của gan và IgG, đo thể tích gan bảo tồn nếu những mà trường hợp mà cắt gan lớn, được điều trị các cái bệnh đi kèm tạm ổn có thể đảm bảo cho cuộc mổ. Kết hợp có thể là kết hợp với nút mạch, nút tĩnh mạch gan hoặc tĩnh mạch cửa để làm phì đại gan bảo tồn trước khi cắt gan. Trình bày thêm một chút về cái đo thể tích gan đó, thì cái việc đo thể tích gan rất là quan trọng trước những cái cuộc mổ lớn, mà đặc biệt là cắt gan phải, gan trái, cắt nửa gan và cắt nửa gan mở rộng. Thì cái việc đo thể tích này nó sẽ đảm bảo cho bệnh nhân được cái phần gan còn lại, có thể đảm bảo được cái nuôi được cái cơ thể của bệnh nhân. Nhất là cái thể tích gan còn lại mà mình muốn bảo tồn đó thì được đo dựa trên cái phần mềm CT scan ở mỗi bệnh viện đều có. Thể tích gan chuẩn, thể tích gan chuẩn được tính theo cái công thức là 706,2 nhân cho PSA. Đây là diện tích da toàn bộ cộng cho 2,5 tính bằng ml, tức là cc. Nếu mà ta tính ra đó, cái tỷ lệ mà thể tích gan còn lại trên thể tích gan chuẩn mà lớn hơn 25 đến 40% thì cái phẫu thuật này là an toàn. Nếu mà gan bình thường đó, thể tích gan còn lại trên cho thể tích gan chuẩn mà dưới 20 đến 30% thì ta khuyên là làm tắc mạch để làm phì đại gan trước mổ. Còn đối với trường hợp mà xơ gan thì thể tích gan còn lại mà trên thể tích gan chuẩn mà dưới 40% thì cái nguy cơ về phẫu thuật rất cao, gần như là không khuyến cáo. Một cái xét nghiệm quan trọng, một cái nửa trước khi mổ đó là cái đo thổ thanh thải của gan. Thì cái này có thể ứng dụng trước, trong và sau phẫu thuật. Đo độ thanh thải ECG được dùng như là một phương pháp không xâm lấn để đánh giá chức năng gan trước mổ, cả trong và sau mổ, cho các cái phẫu thuật cắt ghép gan. Đánh giá tỷ lệ thanh thải ECG trong máu sau 15 phút, tức là ECG R15, để xác định được cái mức độ cắt gan cho tối đa cho phép trong mổ. Nếu mà ECG 15 đó đánh giá mức độ xơ gan tốt hơn là cái thang điểm Chambers. Cái này thì bởi vì nó đánh giá trực tiếp độ thanh thải của gan. Nếu mà ECG R15 mà bé hơn 15% thì là chức năng gan tốt, có thể cắt được gan lớn. Nếu mà ECG 15 mà trên 40% thì cái này chống chỉ định cắt gan. Một cái phương pháp nữa đối với những cái trường hợp mà cắt gan lớn mà cái gan bảo tồn đó không đảm bảo được cho cái cơ thể của bệnh nhân đó, thì có một cái phương pháp người ta gọi là phương pháp tắc mạch làm phì đại gan trước mổ. Do cái tĩnh mạch cửa cung cấp phần lớn mạch máu nuôi cho tế bào gan, khi mà tĩnh mạch cửa phải hoặc trái thì toàn bộ, khi mà nút cái tĩnh mạch cửa trái hoặc phải đó thì toàn bộ máu qua tĩnh mạch sẽ dồn vào cái phần gan còn lại để giúp cho cái phần gan còn lại nó phì đại ra. Sau 4 đến 6 tuần á, thì ta đánh giá lại cái thể tích gan. Tuy nhiên không phải cái trường hợp nào thì cũng nút tĩnh mạch mà cái phần gan còn lại nó phì đại ra. Nên nút tĩnh mạch nuôi gan trong cái quá trình chờ làm phì đại gan, thì để làm cái giảm cái sự tăng sinh của u cũng như là di căn. Các cái biến chứng mà sau mổ cắt gan thì ngoài những cái biến chứng chung của ngoại khoa thì nó có thêm những cái biến chứng ví dụ như là chảy máu, thì có 4 đến 10% nguyên nhân là rối loạn đông máu, kỹ thuật cầm máu không tốt, rò mật từ 4 đến 17%, nguyên nhân là tổn thương các đường mật lớn hoặc là có những cái cuộc mổ mà chảy nhiều máu thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà nhận diện những cái đường mật nhỏ ở trong cái gan hoặc là diện cắt lớn. Áp xe tùng lưu thì được ghi nhận là 3,5 đến 10%, đa số là do dẫn lưu không hiệu quả. Suy gan sau mổ, đây là một cái biến chứng rất là nặng nề, chiếm 1 đến 2%.
Nguyên nhân là mổ những cái cắt gan lớn, tổn thương các cái mạch máu chính, phần gan được bảo tồn. Trình bày thêm một cái phần ghép gan. Thì ghép gan thì hiện nay trên thế giới thì chỉ có một vài quốc gia có thể là thực hiện được, và cái tiêu chuẩn ghép gan thì nó cũng khác nhau ở từng quốc gia. Thì trong đó nó có hai tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn Milan và tiêu chuẩn San Francisco, Đại học San Francisco. Tiêu chuẩn Milan thì trong đó nó có đánh giá về số lượng u, kích thước u. Ví dụ như một kích thước u có đường kính dưới 5 phân thì cho là không điểm. Tối đa 3 u, mỗi u dưới 3 điểm là không điểm, 3 cm là không điểm. Có hơn 3 khối u thì là một điểm. Bất cứ khối u nào có đường kính trên 5 phân thì đánh là một điểm. Về tình trạng xâm lấn của mạch máu vào các cái hạch, tức là di căn hạch ấy, không không có di căn, có nghĩa là không điểm, hoặc có là một điểm. Tình trạng xâm lấn của các khối u vào mạch máu, nếu mà không có thì không cho là không điểm, mà có là một điểm. Nếu tổng cái điểm mà là không điểm ấy, thì có thể cân nhắc ghép gan. Nếu mà từ 1 đến 3 điểm thì ghép gan có thể là vô nghĩa. Cái tiêu chuẩn của Đại học San Francisco đó thì nó đánh giá rộng hơn một chút. Nó là một cái khối u mà dưới 6,5 phân, hoặc là 2 đến 3 u dưới 4,5 phân, nhưng tổng cái đường kính của tất cả các khối u lại thì phải bé hơn 8,5 phân và không có di căn hoặc xâm lấn mạch máu. Hiện nay thì các hướng dẫn thực hành lâm sàng đó hầu hết ở các quốc gia châu Á đều kiến nghị là ghép gan là phương pháp điều trị chính ở những cái bệnh nhân có chức năng gan kém. Tiêu chí lựa chọn của bệnh nhân cũng khác nhau ở từng quốc gia. Đa số thì các quốc gia đều chọn là tiêu chí Milan làm tiêu chí chính. Trong khi thì Trung Quốc, Hồng Kông thì áp dụng tiêu chí của Đại học San Francisco. Việc cho hiến là rất là khó khăn, nên việc ghép gan rất hạn chế và chỉ có một cái số trung tâm lớn thì mới có thể làm được việc này. Một cái phương pháp nữa đó là phương pháp hủy u tại chỗ. Trong cái hướng dẫn thực hành lâm sàng ở hầu hết các cái khuyến cáo thì hầu hết các quốc gia châu Á khuyến nghị hủy u đối với HCC giai đoạn rất sớm, giai đoạn đầu dưới 3 cm đó. Ở Trung Quốc thì phải dưới 5 phân là người ta cũng làm được. Ở Nhật Bản thì dưới 3 u và dưới 3, mỗi u thì dưới 3 cm. Ở Đài Loan thì nhiều u nhưng mà nhiều u hoặc là dưới 5, một u dưới cm 5 cm mà không cắt bỏ được. Ở Việt Nam thì dưới 3 u, dưới 3 cm hoặc là một u dưới 5 cm rồi vẫn có chỉ định làm hủy u. Hoặc là các cái hiệp hội của châu Âu, châu Mỹ hoặc là châu Á Thái Bình Dương thì đều là khuyến cáo là dưới 3 u và dưới 3 cm. Các cái liệu pháp hủy u cho thấy khả năng sống sót tương tự phẫu thuật cắt gan, và sự tái phát của khối u tại chỗ thì cao hơn một chút so với cái phẫu thuật cắt gan. Tỷ lệ biến chứng thì lại thấp hơn so với phẫu thuật. Hủy u kết hợp với tay được xem là xem xét cho các khối u lớn. Các cái phương pháp hủy u tại chỗ thì bao gồm là RFA, microwave. Cái cơ chế hoạt động của cái phương pháp này đó thì là gây hoại tử đông khối u, tạo nên một cái vùng an toàn quanh u. Chỉ định thì dưới 3 u dưới 3 cm hoặc là một u dưới 5 cm có thể tiếp cận được trên siêu âm. Hoặc là có thể đốt u được trong mổ. Chống chỉ định tuyệt đối là rối loạn đông máu, tương đối là sát mạch máu lớn gần ống tiêu hóa hoặc là cái u to hơn 5 phân. Tỷ lệ sống 5 năm thì ở khoảng 40 đến 70%. Đây là một cái hình ảnh minh họa của cái đốt u gan bằng RFA. Tiếp theo là phương pháp cũng hủy u tại chỗ, đó là phương pháp tiêm cồn. Nguyên lý của nó là cồn tuyệt đối được tiêm trực tiếp vào khối u qua da. Cồn tuyệt đối 98% làm hoại tử tế bào theo hai cơ chế. Thứ nhất là làm mất nước, làm nguyên sinh tế bào chất trong tế bào bị đông quá dẫn đến sơ hóa. Cồn còn xâm nhập vào mạch máu gây hoại tử tế bào nội mạc, gây ngưng kết tiểu cầu, tạo ra hiện tượng tắc mạch quanh u, gây thiếu máu nuôi máu u. Về cái chỉ định thì khối u phải nhỏ hơn 5 phân,
đặc biệt là dưới 3 phân người bệnh không thể, mà những người bệnh mà không thể mà phẫu thuật được đó. Chống chỉ định thì trong đó là có những cái xơ gan mắc bù, huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc là di căn, có các rối loạn đông máu nặng và các cái bệnh mà đi kèm khác như là suy thận, suy tim. Tiếp theo là một cái liệu pháp mà tắc mạch. Thì cái liệu pháp này tôi xin trình bày sơ, để chút xíu nữa thì thạc sĩ bác sĩ Phong sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này. Trong cái hướng dẫn thực hành lâm sàng thì tây là một cái phương pháp điều trị được sử dụng rộng rãi cho HCC giai đoạn trung gian trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì chỉ định ở mỗi quốc gia có vẻ là khác nhau so với cái giai đoạn trung gian của BCLC, tức là phân đội theo Barcelona đó. Hầu hết thì các cái hướng dẫn của châu Á khuyến cáo tây là phương pháp điều trị chính cho HCC ở giai đoạn trung gian mà không có xâm nhập vào mạch máu lớn hoặc lan tràn ngoài gan. Ở Hồng Kông thì ta đề xuất tây trong HCC với xâm lấn tĩnh mạch cửa đơn thuần và kết hợp với xạ trị. Ở hướng dẫn ở Đài Loan á, thì gợi ý rằng tây có thể được xem xét trong HCC khi mà xâm lấn tĩnh mạch cửa kết hợp với liệu pháp trúng đích. Một cái phương pháp tiếp theo đó là phương pháp điều trị về toàn thân. Thì cái này thì ở mỗi quốc gia thì cũng có sự khác biệt, nhưng mà cái sự khác biệt này không lớn. Ví dụ như ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thì đều bước 1 điều trị là atezolizumab cộng với bevacizumab hoặc là sorafenib, lenvatinib. Ở bước 2 thì họ mới điều trị là regorafenib hoặc là abatinib. Tất cả cái khuyến cáo này này nó cũng tương tự nhau ở các quốc gia. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn.